9. Đức Huy, Văn Quyết, cú đánh đầu là của Đình Lực, kết thúc. Rõ ràng là không có cầu thủ nào có thể dứt điểm của Quang Hải. Chính Quang Hải đã ghi được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho HV30. Sau cú đầu của Đình Lực, pha băng vào mặt vô lê của Hoàng Hải quá khó cho thủ môn Bùi Tấn Trường để ngăn cản. Pha băng vào mặt vô lê rất nhanh, cho nên pha đi bàn của Hoàng Hải cũng là một pha. Nguy hiểm quá. Tỷ số là 4-2 cho Hà Nội TVT. Có thể đó là một điều khá thú vị ở trong trận đấu thứ hai này. Tiến lên vào sân ghi bàn cho Hà Nội TVT. Còn cầu thủ mới vào sân đó là Đỗ Duy Mạnh. Với một cú chạm bóng là tạo điều kiện cho Quang Hải ghi bàn, tỷ số là 4-2. Đây là bàn thắng thứ hai trong trận của Quang Hải. Và cùng theo dõi lại tình huống này. Sau cú đầu của anh Đức thì Duy Mạnh đã chạm bóng tạo cơ hội cho Quang Hải. Nguy hiểm, pha chạm bóng tinh tế của Quang Hải nhưng chưa được khó để hạ gục được thủ môn Đức Cường. Hà Nội đang tổ chức liên tục và tất cả các đường bóng nguy hiểm nhất của họ đều đang đến từ cánh phải, từ những pha tạt bóng chính xác của Trần Văn Kiên. Như vậy là trong lúc chúng ta còn mải mê theo dõi tình huống làm chậm ở pha bóng tấn công trước đó thì Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số, và có lẽ người ghi bàn cũng vẫn là cái tên quen thuộc Quang Hải. Một tình huống mà thủ môn Trần Đức Cường đã mắc lỗi, ông ba pressing thành công và tạo điều kiện thuận lợi để Quang Hải có bàn thắng mở tỷ số, bàn thắng rất quan trọng với Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Rất tiếc cho Vietcombank Bình Dương, họ đã có một khởi đầu không tệ, họ cũng đã có cơ hội. Cuối cùng Quang Hải, Quý Hiệp, vẫn là Quang Hải. Một lần nữa Quang Hải đã lên tiếng ở thời điểm quyết định ở thứ 89. Quang Hải luôn luôn là người hùng của Hà Nội ở mùa giải năm nay, trong những đấu quan trọng nhất, trong những thời khắc quan trọng nhất, và tất cả bàn thắng của Quang Hải đều rất đẹp mắt. Một lần nữa chúng ta thấy được tài năng tuyệt vời của cầu thủ này. Những sức ép liên tục của Hà Nội đã được đền đáp, và điểm liên tục, và cuối cùng người đã thành công là Nguyễn Quang Hải. Mùa giải này Quang Hải không ghi nhiều bàn, mỗi khi anh ghi bàn đều là những bàn thắng vô cùng quan trọng. Và đây, nụ cười của bên Bang So vẫn được che giấu sau chiếc khẩu trang màu đen. Rõ ràng là ông sẽ rất hài lòng những gì mà cậu học trò cưng đã thể hiện, và dứt điểm quá đẳng cấp. Tình huống ra chân cực nhanh từ một pha nhà bóng vừa tầm của Thành Trung. Kịch bản rất giống với bàn thắng mà Quang Hải đã ghi bàn vào lưới của Viettel trong trận đấu chung kết của quốc gia, cũng là tình huống mà Thành Trung đã nhả lại, và Quang Hải thực hiện từ tuyến 2.